Hi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fit Gear Shop. Sau một thời gian dài giãn cách xã hội do Covid-19, nay Quỳnh rất vui được gặp lại mọi người trên màn ảnh nhỏ của Fit Gear Shop. Hôm nay Quỳnh sẽ trải nghiệm và đánh giá tai nghe nhét tai Fio FD3 và Fio FD3 Pro để xem chất âm của chúng khác nhau ở chỗ nào. Bây giờ Quỳnh sẽ mở hộp nhanh hai sản phẩm Fio FD3 và FD3 Pro. Trước tiên là Quỳnh sẽ mở FD3 ha, mình để FD3 Pro qua một bên nào. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ mở hộp Fio FD3 Pro ha. Ok, bây giờ mình sẽ nói về thiết kế của Fio FD3 và Fio FD3 Pro. Phiên bản Fio FD3 và FD3 Pro cùng sử dụng chung một thiết kế housing, chất liệu từ hộp kim nhôm maze được cắt xử lý CNN tỉ mỉ, được đánh bóng hoàn toàn bằng tay, đem tới sự chính xác tuyệt đối trong thiết kế. Mặt housing được làm bằng kính tráng phim 2.5D cao cấp, nhìn vào có cảm giác rất là huyền ảo. Sử dụng driver Dynamic 12mm, màng Driveform, trang bị nam châm có lực từ 1.5 Tesla cao cấp, thiết kế buồng âm đục lỗ Acoustic Frame, giải quyết lỗ time delay, kết hợp với cấu trúc vỏ semi-open, suốt cân bằng áp suất trong tai nghe, đem tới chất âm tự nhiên, chi tiết hơn. Sự khác biệt ở đây giữa Fio FD3 và FD3 Pro chính là sợi dây tai nghe. Fio FD3 Pro hãng sử dụng dây đồng trắng bạc được đặc chế riêng với phần rắc được cắm và thiết kế dạng modem tháo rời để dễ dàng thay đổi giữa 2.5, 3.5 và 4.4. Còn với Fio FD3 vẫn là sợi dây tai nghe thiết kế dẻo dai với hai đầu MMCX và rắc 3.5 mạ vàng. Sau một thời gian giãn cách xã hội do Covid-19, mình đã ở nhà và trải nghiệm Fio FD3 và FD3 Pro khá là lâu. Cùng với một housing nên mình chỉ cần thay thế dây tai nghe của nó. Nhận xét cá nhân của mình về Fio FD3 và FD3 Pro đều cho ra chất âm khá là mạnh mẽ, thanh thoát và chi tiết. Đối với dây Fio của FD3 Pro có vẻ như âm cao có phần rộng và xa hơn so với Fio FD3 một chút khi chúng ta nghe kỹ. Đây là khi mình nghe với đầu connector 3.5. Vậy thì với mức giá 3-4 triệu, Fio FD3 và FD3 Pro được đưa vào danh sách những tai nghe đáng chú ý nhất năm 2021. Sản phẩm luôn có mặt tại Fit Gear Shop 424 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 để chờ các anh em được cấp thẻ xanh Covid-19 tới và trải nghiệm mua hàng. Và nhớ đừng quên sub kênh YouTube của Fit Gear Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.